xin chào toàn thể các quý vị khách hàng thân mến. Với livestream ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục mang tới cho quý vị khách hàng một khách hàng đang bị giãn mao mạch ở trên vùng mặt của mình. Và quý vị có thể thấy là ngày hôm nay thì chị đang điều trị giãn mao mạch tại thẩm mỹ Ohio. Tình trạng da của chị thì khi mà đến với thẩm mỹ Ohio thì buổi ngày hôm nay thì da khá là ửng, hơi ửng đỏ đúng không ạ? Tức là tình trạng da của chị cũng đã hơi yếu rồi, và những cái giãn mao mạch thì nó ngoài ở cái vùng dưới phần má này thì nó còn lên tận trên cái phần gò má nữa. Thì chị có chia sẻ là tình trạng giãn mao mạch này của chị thì nó kéo dài từ thời mà chị bẩm sinh, tức là từ bé là đã có rồi. Nhưng mà theo như mà chúng tôi quan sát thì nền da của chị cũng khá là yếu. Thì bây giờ thì các nhân viên của chương trình có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng da của chị được không ạ? Đối với tình trạng da của chị thì khi chị mới bắt đầu tới đây điều trị buổi đầu tiên ấy, thì cái nền da của chị rất là yếu. Những cái tia giãn mao mạch thì tập trung chủ yếu ở phần dưới gò má thì rất là tím và đậm. Và sau một khoảng thời gian thì nó đã lan lên trên vùng trên gò má, những cái tia nhỏ hơn, nó khiến cho da của chị tổng thể da thì nhìn không được đồng đều màu, cũng như là nhìn cái nền da nó cũng rất là yếu. Khi mà chị sử dụng mỹ phẩm hay là bất kỳ một cái gì nó cũng gây châm chích và cảm giác ngứa, nóng rát, rất là khó chịu. Cho nên là sau một buổi điều trị đầu tiên vừa rồi chị qua đây điều trị thì cái vùng da của chị đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Nhưng cái tia mao mạch nhỏ thì nó cũng đã mất, còn cái tia lớn thì nó cũng đã co nhỏ lại. Và hôm nay là buổi điều trị thứ hai của chị đấy. Vâng ạ. Bạn có thể chia sẻ một chút là cái tình trạng bị giãn mao mạch của chị là bị bẩm sinh, có chia sẻ là bẩm sinh. Vậy thì một cái tình trạng bị giãn mao mạch bẩm sinh thì nó có thể bị lan ra những cái vùng khác không, hay là có tình trạng sẽ nặng lên không, hay là nếu như bẩm sinh thì nó sẽ chỉ giữ nguyên cái tình trạng đó sau rất là nhiều năm thôi? Đối với cái tình trạng da bị bẩm sinh ấy thì có rất là nhiều trường hợp. Có những trường hợp thì người ta chỉ bị nặng lên, có nghĩa là những cái tia nó cứ to dần và tím dần lên thôi. Còn có những trường hợp giống như trường hợp của chị thì nó bị lan lên trên vùng gò má và xuống cả cằm, lên cả mũi. Đấy, gần như là tổng thể khuôn mặt của chị đã bị lan hết lên rồi. Đó. Tức là với tình trạng bị giãn mao mạch, kể cả là bị bẩm sinh thì chúng ta cũng có thể là nên để ý điều trị, bởi vì là sau thời gian quá trình cơ thể bị lão hóa này, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng các loại mỹ phẩm khác nhau tác động lên da của chúng ta thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cái da của chúng ta, và tình trạng giãn mao mạch cũng có thể là sẽ bị nặng lên cũng như là có thể bị lan da quý vị nhé. Nên là nếu như chúng ta có tình trạng giãn mao mạch thì chúng ta có thể là điều trị thật là sớm. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay là buổi thứ hai chị Thúy đang điều trị giãn mao mạch vùng mặt ở tại thẩm mỹ Ohio. Và ngày hôm nay thì cái tình trạng da của chị cũng đang được cải thiện rất là tốt quý vị nhé. Và hiện tại buổi thứ hai thì cái giãn mao mạch của chị cũng đáp ứng với laser Mercurio X2020 rất là tốt. Và nếu như mà quý vị đang có tình trạng giãn mao mạch thì quý vị có thể là trực tiếp đến với thẩm mỹ Ohio để điều trị này, thăm khám này, để có thể lựa chọn ra cho mình một cái phương pháp phù hợp nhất. Bởi vì là tình trạng giãn mao mạch nếu mà để càng lâu nó là mạch máu mà, thì nó sẽ càng lan ra và nó có thể là đậm lên nếu như chúng ta không có một cái phương pháp chăm sóc da đúng cách quý vị nhé. Và bây giờ thì livestream của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.